mở vỏ xuống hả? Ừ. Ấy. Dạ. Trời ơi chị, chó trên đó làm sao hái? Vâng, em cái su du ici, su la quay em mos. Ta ha ga. Voilà, comme ça et on mange. On mange tout de suite. Trái seri nè các bạn, chỉ cần đứng hái vậy là ăn, bỏ vô miệng rồi. Lần đầu tiên mình thấy cái cây seri đó các bạn. Trời ơi, voilà, regarde. Je te montre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup hả? Sướng lắm mấy bạn ơi. Cái này là ha, mình chỉ được nhìn cái seri này là lần đầu tiên trong đời ha. Mình ở Pháp mấy năm rồi, mình thấy nhà người ta có nhưng mà mình không có được tiếp cận. Đây là cái series của bên nhà chị Vân đó, và chị Vân là hàng ngày là chị sống với mấy cái cây series này thôi. Dạo này là nghe nói là chỉ ăn series trừ cơm, xong rồi chị uống rượu series, chị ăn bánh series đó. Chính vì vậy cho nên chị đi dành được rất là nhiều tiền và chị rất là giàu. Mình nhìn nó từ khi mà nó nhỏ cho nên đến khi từ khi nó có hoa cho đến khi mà nó lớn lên nó có quả ra thì chắc là nó không đến nỗi nó đến từ từ, phải không? Cảm xúc có đến từ từ, thế như là sóng thần gì cho lắm. Còn em thì sóng thần thật đấy. Đấy, em mới chỉ nhìn cây của chị thôi là em đã thấy trời ơi. Em tưởng tượng ra một cái viễn cảnh là hàng ngày chị cứ thẫn thờ ra đây, cái bắt đầu cái chị hái chị lấm, em nghĩ đời nó tuyệt quá. Đời còn gì bằng nữa. Ăn nhiều rồi cũng chán. Chán chưa? Trời ơi, chán, em ước gì em. Bữa nay em về 2 kg của chị đây là em biết là ăn để có thể gọi là chán hay không, chứ mà em mua ngoài chợ đó. Rất là mắc luôn. Em mua nó bán là 10 euro 1 ký á, là chạy cũng 270-300 ngàn Việt Nam mình chứ ít gì. Đúng rồi. Đó. Thì chưa bao giờ chán nha chị. Nói chung là gọi là mua ăn đỡ thèm thôi. Thôi vậy bữa nay ăn đi thoải mái đi. Đó. Sợ sorry luôn thì không. Trời, đương nhiên rồi, tới nhà của tỷ phú Cherry mà. Rồi, cảm ơn anh xã của chị Vân đã chuẩn bị cái thang sẵn sàng để Tổn Tổn leo lên. Est-ce que ça vous dérange si vous y mettez? Oh là 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 là, chị Vân ơi. Chị có ở suốt ngày chị ở ngoài cái cây này hả hay sao? Đâu có ở đây đâu. Chị ở đâu? Trời ơi. Chắc là em mà thôi, em khỏi bếp nút gì, em ăn seri em sống quá. Alors vous venez prendre du café? Oui. Chị Kim Vân với mình á là trước giờ là chị em đồng nghiệp cũ, hồi xưa còn làm chung cơ quan đó kìa. Rồi cuộc đời rung rẩy không biết làm sao cả hai chị em đều qua Pháp mà lại sống chung một vùng nữa. Cho nên là chị em hay chạy qua chạy lại với nhau. Rồi mấy bữa nay chị có ra hồ chơi không? Đẹp quá mà. Không, chơi với vài người cả rồi. Vậy hả? Trời ơi, em ước gì em ở gần cái hồ. Đối với Tổn á, là chị Vân đúng là tỷ phú nha các bạn. Chị có nhà, có vườn rộng nè, vườn trồng hoa, trồng trái cây, mùa nào thức ấy. Xong rồi cái nhà có cái view nhìn ra hồ rất là đẹp. Rồi chưa hết, chị còn sống trong một cái xứ sở của Cherry. Nhà nào cũng đầy cherry hết các bạn, đi trong xóm nhà nào cũng có cherry, mà một nhà có rất là nhiều cây mà mỗi cây nó trĩu quả, người ta ăn không hết luôn kìa. Nãy hai chị em xí sớm chụp hình ở dưới cái gốc cây, mấy cái cây hoa lavender gần cái gốc cherry nhà ông kia. Ông hỏi ủa có muốn ăn cherry không, chắc ông kia ông cho đó. Nhưng mà nhà chị Vân là tỷ phú cherry rồi, chỉ có rất là nhiều cherry nên đâu cần nữa đâu. Hai tháng bị nhốt ở nhà rồi, xa cách với nhân gian rồi. Bữa nay được tháo củi sổ lồng nhớ chị cho nên đi thăm chị. Qua tới nhà chị chẳng những được ăn trái cherry, được trèo, được hái, rồi còn được mẹ chồng chị làm cho cái bánh cherry ăn rất là ngon các bạn ơi. Đấy. Trời, cảm ơn chị. Trời ơi. Anh t'as pas appris le vietnamien au chat? Bạn Lala hỏi chị Kim Vân là chị có dạy con mèo học tiếng Việt không? Chị nói có chứ, chị nói tiếng Việt chứ nó hiểu hết à.
Cùng chị Vân cũng chịu khó nói tiếng Việt cũng nha, nói được nhiều từ lắm, nhiều hơn bạn Lala luôn. Mấy bạn nghe ảnh nói cái từ đó mấy bạn có hiểu là cái gì không? Ảnh chọc chị Vân lười nhác đó mọi người. No. Từ từ. Ê là hô. Qu'est-ce que tu peux parler en vietnamien? Rien. Tu peux compter? Non. Oui, tu peux. J'ai tout oublié. Non. Donc, là lo nhà toán thì đã học đếm từ 1 tới 10 rồi mà không biết còn nhớ không? Giờ kêu bạn đếm nè. Non. T'as oublié. Tu ne peux pas. Nói khích bản mà bạn cô không chịu đếm, bạn này bạn mắc cỡ lắm. Giờ bắt bạn đếm nè. Một. Ê. Một ai bay yo. Một ai bay. Moi aussi je compte pareil. Một ai bay. Yo. Rồi, anh xã của chị Kim Vân có một đặc sản khác để đãi mình nè. Anh kêu đây là siro cherry đó các bạn. Giờ anh ưu tiên anh cho mình thử một muỗng à. Tiens goûte, ouvre la bouche. Merci. Aïe aïe aïe. Plein d'alcool dedans. Alors. Ça désinfecte, ça tue les microbes. T'en veux? Allez, une pour goûter. Ça tue les microbes, les virus. Trời đất ơi, rượu mạnh trong đó các bạn, rượu rất là mạnh, nó đắng kinh lắm, nó đắng mà nổi da gà luôn á. Désolé, c'est amer. C'est vraiment amer. T'as craché? Non, des quoi? Des graines. Bah les noyaux, vous pouvez les manger. Les noyaux. Non, mais c'est amer. Ah oui, c'est vrai. C'est amer là. C'est pas le sirop. C'est pas le sirop. Bị anh gạt rồi. Trời ơi, nó đắng không thể tưởng tượng nổi. Bạn lo lo mà uống hết chỗ này là bạn bắt Toản phải lái xe đó các bạn. Trời ơi, bạn lo lo coi như đau đớn kể lại hành trình hơn một tháng cách ly, bị vợ nhốt ở ngoài cho ăn riêng ngủ riêng, mà cuối cùng kiểm tra tới kiểm tra lui không có bị COVID thăm viếng. Thì ăn uống no say rồi tới cái tiết mục vô cùng hấp dẫn là đi treo cây hái cherry các bạn ơi. Ăn luôn trên cây. Ừ, ăn luôn trên cây đi. Attention, fais pas l'endu. Trời ơi, nhiều quá. Tiens toi. Bạn lo đứng dưới đất hồi hộp, sợ vợ nhịn không kỹ rồi ngã té. Toản nói anh đừng có lo, hồi nhỏ Toản sống ở trên trái dừa không à. Anh hỏi em sống ở trên cái cây hay là em sống trên cái trái. Toản nói là em sống trên cái cây á, ngọn cây á. Anh nói vậy là em nói sai từ rồi, phải nói là cái cây dừa chứ không phải nói là sống trên trái dừa. Mẹ, il y a beaucoup, comment je fais? Je peux cueillir. Chị Vân, cho em mượn cái gì để em đựng ghế. Attention, je suis très content. Bạn là lo nói em đừng có hưng phấn quá mà em làm gãy cành cây rồi té đó. Si vous avez le détache. Il faut mettre tout de suite dans l'eau. Từ tiếng Việt thông dụng nhất của bạn là em ơi đó các bạn. Em ơi suốt ngày em ơi. Mình sẽ hái cherry nè các bạn. Đó, mình trèo lên cây mình hái luôn. Trời ơi, một rừng cherry. Quá dữ. Trèo lên đây với em. Tiếng. Et tombe pas en arrière, Marguerite. Ah, la ho aussi, hein? La. Hồi hôm qua, em hái mấy cái hoa dại á. Em có chụp gì không cần phim không à? Ê, ramasse les cerises, les discuter. Trời ơi, nhiều quá luôn. Trời ơi, chị hơn xuống hết.
Mà nếu mà chị ăn hết nó rụng rồi sao? In tung tu sơn. In tung ya ka sat king bo ka tu. Sao vậy? Ừ. Qua biên tu tu ka ma. Chị ơi. Vừa ăn vừa. Em cảm thấy thật là sung sướng. Đặt đây. Mà ở bên em thấy hàng xóm cũng có một cây mà nó còn xanh lắm chị. Nó còn nhỏ mà xanh lắm, sao bên chị nó chín sớm nè. Người ta đã hái hết rồi. Ủa vậy hả? Mấy cây nhà ông bác đã hái hết rồi. Chị bên đó có mấy cây nữa. Thế hả? Ba bốn cây. Cái nó rơi xuống đầu bạn. Chủ nhà cho hái thỏa thích đó các bạn, mà không có sức hái à. Hái được chỗ này chắc cũng 3-4 kg. Trời ơi, đây. Mình đã thu được một cái xô này. Hái mỏi mòn rồi. Nào là bánh nè, bánh seri nè, seri sống nè. Rồi rượu seri. Mà rượu seri mạnh quá uống được mấy bạn ơi. Đó rất là ngon, là mình đã bôi cái bụng mình của mình như một con trâu. Về nhà là không biết là có bỏ cái quần này không. Nhưng mà ham seri quá, kệ nó đi mấy bạn. Chơi luôn. Dân chơi không sợ mưa rơi. Ê, quay ra xem. Quay ra xem cái fashion mới thấy. Quay vòng như thấy cái fashion. Ghê vậy hả? Chạy chị biết sao không? Khi mà em đứng đây nè. Là nó ở dưới ngay dưới mông em. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Không mà em chọn cái màu áo này lên nổi ghê lắm. Hả chị? Chào các cô, các chú, con tên là gì con nói đi. Con tên là... Ico. Ico. Con gái hay là con trai? Con trai. Anh là con trai con bao nhiêu tuổi? Con 9 tuổi. Trời, con già rồi. Con 9 tuổi. Chị trai. Chỉ cần đứng đây thôi các bạn. Đó, chỉ cần đứng đây là mình đã có thể mình hái mình ăn được rồi. Nhưng cái này là seri là mình đang ké nha. Mà không, phải để ý nha, có hai nút, nó có hai con mắt, hai cái lỗ, có nghĩa là chắc có sâu đứa nào nó vô đây nó ăn trước mình rồi. Mình bỏ cái đáy này đi. Nhà chị Vân giàu seri lắm. Đó, cho nên là mình sẽ ăn cái khác. Cuộc đời thật là sung sướng các bạn. Một cây seri đầy trái. Và hàng ngày là chị Vân đứng đây hái chị Vân ăn thôi. Không phải chỉ có một cây mà chị Vân có một rừng cây như thế này. Bao nhiêu cây chị Vân? Có 1 cây à? Đâu chứ nhà kia nữa. Nhà kia có 4 cây. 4 cây. Chị Vân rất là giàu các bạn. Ủa? Giàu seri. Cái này em phải khoe với chị Phương, các anh chị em Đức Việt Lưu Vong. Cho mọi người thấy là... Không mà. Cuộc đời như thế này thôi chứ cần gì nữa đâu chị Vân. Có chứ chị giàu seri quá mà. Để em coi 60 cái seri là chị có bao nhiêu tiền. 1 ký. Ừ, cứ tính là tính giá gốc, giá tại vườn, giá tận vườn. Cái này là gọi là 10 euro 1 ký. 10 euro là giá bán lẻ rồi. Vậy thì cái giá tận vườn là bao nhiêu năm hả? 5 euro 1 ký. 1 ký 5 euro, 10 ký là 50 euro. 5 lần 6, khoảng chỉ có khoảng 60 ký phải không? 5 6 30, 300 euro. Đâu đáng nhiều đâu. Ủa chị giàu rồi, em làm gì có 300 euro. Chắc là quá. Sau được đi chợ mà mua đồ ăn thì chị chắc phải ăn chắc cả tháng. Thôi đó thấy chưa? Cái seri này nó giúp cho chị tiết kiệm được tiền mua rau trong vòng 1 tháng. Khi nào mà cái bệnh tật nó hết đó chị, em nghĩ là em sẽ qua nhà chị em chơi và em ở lại. Chưa biết chị có đồng ý hay không. Lạnh lắm. Giờ mà đến khi mà từ sao mà lạnh hết lạnh hết bệnh rồi thì có thể là nó đến mùa đông rồi. Không, là ý là năm sau, năm vào năm sau nữa chừng nào hết thì thôi đấy chứ. À, rồi. Tức là khi nào mà hết dịch bệnh ấy. Khi nào mà cuộc sống nó trở lại nhịp sống bình thường, yên bình ấy. Thì em sẽ qua nhà chị em đóng đô, không cần biết là chị có đồng ý hay không. Sáng, nếu mà chị không có chơi, em ngủ trong nhà, em ra cái gốc cây. Em ra gốc cây này, em trải một cái tấm bạc. Tức là
Đó, em đóng đô ngoài này luôn. Hàng ngày là em đi ra cái hồ bên ngoài này nè. Đó, em chơi. Thấy chưa? Đấy. Này, nó lẫn ở trong lá này, nhìn không? Đúng rồi. Chứ còn còn đầy. Đầy á, mà mình không thấy á. Đôi khi mình lên cao thì mình lại không thấy mấy cái đứa mà nó nấp ở dưới này nè. Đúng rồi. Chứ nó vẫn còn. Trời ơi, thấy mấy cái bạn thấy dắt díu không? Thấy trái không? Mà rồi mỗi năm có thu hoạch hết không chị? Thu hết chứ. Vậy hả? Ừ. Thì thu xong rồi mình có tủ đá mà. Dạ. Mà ví dụ như làm ngâm rượu. Dạ. Còn lại bỏ tủ đá thì dần dần mình cứ làm bánh. Thì một năm mình thu được khoảng bao nhiêu ký tất cả chị? Không, thực ra là mấy cây kia là của nhà ông bác. Dạ. Không phải của nhà mình đâu. À. Mỗi nhà có cây mà. À. Nhưng mà cái cây này nè thì từ hồi đầu mùa đến giờ mình đã thu được cỡ khoảng 30 ký rồi. Ôi vậy hả? Ừ, cỡ 30 ký rồi mà trên cái cây nó vẫn còn. Cái số còn lại chị nghĩ là bao nhiêu ký nữa? Chắc cũng phải cỡ đấy nữa. Vậy đó hả? Ừ. Trời ơi. Thấy trên cây nó không thay đổi gì mấy hết. Dạ. Đúng rồi, nó hết đợt này nó tới đợt kia. Chị thu từ bao lâu rồi? Từ hồi à. Vậy là hái cũng dữ dằn lắm rồi đây nè. Mỗi lần là hái cả buổi á. À. Hái cả buổi, hôm bữa là hái mình leo lên hái thì hái được cỡ chừng 10 ký. Chị đó hả? Một mình chị hái được 10 ký. Hái cả buổi chiều. À. Sau đấy lên thì ăn chán rồi, vứt. Sướng quá. Đến 12 giờ đêm mới xong. Trời ơi, hèn gì cái bữa đó chị nhắn tin cho em đúng không? Ừ. Em thấy sao mà khuya giờ này rồi chị Vân còn chưa ngủ. Em để lên mà em không có phim. Úp. Đớt rồi, đớt rồi. Đó, mấy bạn thấy mình có bông tay mới đẹp không? Trời ơi, có một cái chùm bông tay này thích quá hả? Đó các bạn thấy không? Đây chỉ là một cây seri trong hàng ngàn cây seri ở cái xứ sở mà chị Vân ở nha. Đó, không ai ăn hết, để cho chim nó tới nó ăn rồi nó tự rụng thôi. Trời ơi, lần đầu tiên Toản mới thấy á. Trời, Toản khoái đến cái nỗi mà quay phim quá trời luôn. Thành ra là coi như máy hết pin luôn. Bây giờ Toản xin chào tạm biệt cả nhà ở đây hen. Hẹn gặp lại cả nhà ở một video mới. Rồi Toản sẽ coi có cái gì thú vị nữa giới thiệu cho cả nhà coi hen. Bye bye, au revoir, tạm biệt cả nhà. Em biết là ăn để có thể gọi là chán hay không, chứ mà em mua ngoài chợ đó, rất là mắc luôn. Em mua, nó bán là 10 euro một ký á, là chạy cũng 270-300 ngàn, Việt Nam mình chứ ít gì. Làm sao mà hái chưa hết? Trời đất ơi. Làm sao mà ăn cho hết trời? Quá khủng khiếp là cây seri. Meo. Meo. Khủng khiếp là trái.